anh gì đây? Anh gì đây? Tôi xem tí nào. Ui, em ơi. Tôi xem một tí thôi. Ui, em ơi. Đó là chuyện của tao, không phải chuyện các người. Tôi mượn một tí. Anh gì đấy anh? Ai đây? Đốt đi chứ. Ai đây? Em ơi. Hay là cái người này chết à? Tôi hỏi xem người đấy có quan hệ gì với hacker. Hacker ơi. Ai trong ảnh đây? Vợ ta. Vợ à? Ông cũng có vợ à? Thế sao đốt đi? Vì tao mà cô ấy phải chết. Ui. Xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Hải TV đây. Các bạn biết kia là ai không? Là hacker đấy. Hôm nay mình đem súng bắn nước đến chiếu hacker tiếp nào. Hôm nay là rảnh quá anh em mình đến chiếu hacker để kiếm cái trò vui cho mọi người xem nhá. Không nhưng mà gen này anh không sợ bắn ướt hết anh à? Bắn ướt nó vì vui. Hiểu chưa? Đi, lại xem đang làm gì kìa. Đang đốt cái gì vậy? Hacker! Ê! 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 Không nói gì luôn này. Chắc bạn xuống nước không? Các người đi. Hôm nay tao không có tâm trạng chơi với các người. Ui em ơi. Ui. Giả vờ. Nó giả vờ để gì nữa bán anh đây. Sao vậy? Anh ơi, nhưng mà sao lại đốt tiền? Mình không để ý đốt tập tiền. Sao lại đốt tập tiền vậy? Anh, hay là anh này có chút buồn. Nhà có chút buồn hay sao? Nhà nào chắc có ai mất à? Hacker. Sao tôi hỏi ông không trả lời vậy? Sao ông đốt tập tiền? Các người đi. Ta nói các người biết được. Nhà ông người mất đúng không? Nói đi anh em tôi chia sẻ cho. Các người không cần biết đâu, đi. Ông cứ nói đi anh em tôi chia sẻ cho. Tôi đốt cho. Đốt cùng luôn. Đốt cùng nó. Tôi đốt cho. Nhà của ai mất à? Mà ông có một mình ông thì có ai mà mất đúng không? Đúng vậy. Ông đốt cho ai đây? Bạn à? Bạn của ông à? Hay cơ buồn đấy. Ừ. Cái gì đấy? Anh gì đây? Anh gì đây? Tôi xem tí nào. Ui, em ơi. Tôi xem một tí thôi. Ui, em ơi. Đó anh. Là chuyện của tao, không phải chuyện các người. Tôi mượn một tí. Anh gì đấy anh? Ai đây? Đốt đi chứ. Ai đây? Em ơi. Hay là cái người này chết à? Tôi hỏi xem người đấy có quan hệ gì với hacker. Hacker ơi. Ai trong ảnh đây? Vợ ta. Ai? Vợ à? Ông cũng có vợ à? Thế sao đốt đi? Vì ta mà cô ấy phải chết. Ui. Bạn đang đốt tờ tiền cho vợ. Đốt tờ tiền cho vợ. Tôi xin lỗi nha, tôi không biết là vợ ông mất rồi nên là tôi xin lỗi ông, bỏ qua tôi nhá. Tôi đốt. Nhưng mà khóc kìa, em ơi khóc. Đâu? Nhưng mà sao vợ ông bị mất rồi? Cách đây 80 năm về trước. Cũng cái ngày 20 tháng 10 này. Ta không tặng quà cho vợ ta. Vợ ta giận. Đức bỏ đi. Bị trượt chân ngã chết. Ui. Thế là ông không tặng hoa cho vợ ngày 20 tháng 10. Xong là vợ ông chẳng may bị tai nạn chết à? Ui. Xong là hôm nay ông đốt. Ông nhớ lại ông đốt cho vợ ông đúng không? Đúng rồi. Thế sao ông đốt ảnh làm gì? Để làm kỷ niệm chứ. À, giữ lại những kỷ niệm đau buồn này luôn. Ui, vậy em ơi, chúng tôi hacker là người tốt này. Nó nhờ những lúc nó phá nhà mình nhưng mà nó cũng còn nỗi buồn của nó. Ừ. Thế ông bỏ mặt nạ đi, ông bỏ mặt nạ ra. Ông bỏ mặt nạ ra, tôi ông tâm sự với nhau như hai người lớn thế nào? Tao không thể bỏ được. Sao khi không bỏ? Tao mất, tao đã hứa với vợ ta rằng ta phải đeo cái mặt nạ này để khi bao giờ cô ấy tha thứ cho ta. Ui, nhưng mà vợ anh ấy. Nhưng mà vợ ông mất rồi thì bao giờ nói làm sao được tha thứ được? Không được, ta phải đeo đến khi nào ta gặp được cô ấy. Cô ấy chết rồi đấy, ông bị sao vậy? Ui, ta chết thì thôi.
Em ơi, còn mua cả hoa này. Ui, mua cả hoa kìa. Cái hoa này ông tặng ai? Bồ à, tặng bồ à? Đây là bó hoa của Tam Thiên Nhân. À, cái bó này hôm ngày xưa 80 năm về trước ông cũng mua bó như này hả? Ngày xưa ta không mua, chính vì ta không mua mà cô ấy tặng bó đi. Không mua. À, hiểu rồi, anh hiểu rồi, bây giờ anh biết câu chuyện rồi. Như nào? Nghĩa là 80 năm về trước. Ừ. Ngày 20 tháng 10 là hacker không mua quà cho vợ. À. Xong là vợ giận, xong là vợ bỏ đi, xong là bị tai nạn là chết. Thế là ông này là ông hối hận. Thế là ông mới đeo cái mặt nạ này. Vậy đúng cũng hôm nay là 20 tháng 10, hôm nay kỷ niệm 80 năm ngày chết. Ừ, thì vậy anh em mình thấy tốt như này này. Đấy, vậy thôi từ nay anh em mình không chơi nữa nhá. Nhưng mà bây giờ làm sao anh em mình phải giúp ông ấy cởi cái mặt nạ ra này. Bây giờ ông ấy bảo ông ấy thề với vợ ông nhưng mà vợ ông ấy chết rồi. Thì làm sao mà vợ ông tha thứ được? Đúng rồi. Đúng không? Cái này mù quáng quá. Ông kiểu đau lòng quá. Anh cứ lại nói chuyện xem này. Thôi vậy tôi xin lỗi tất cả những cái việc trước đây. Tôi trêu ông nhá. Ông bỏ qua tôi nhá. À, thật hối hận. Trước kia mãi ăn chơi mà quên mất cô ấy. Thế bây giờ ông muốn chuộc lỗi không? Ta có chứ. Ông muốn chuộc lỗi thì bây giờ ông phải làm người tốt, ông sống người tốt chứ. Ông phải cởi mặt nạ ra chứ. Ta không thể cởi được. Bây giờ ông cởi mặt nạ ra ông mới làm người tốt được không? Ông đeo mặt nạ là nhiều người sợ ông. Đúng rồi. Ta đeo mặt nạ để che giấu bản thân của mình. Kiểu mặt ông ấy buồn. Ông ấy không muốn cho người khác nhìn thấy. Nên là lúc nào ông cũng đeo. Như kiểu cái mồm ông lúc nào cũng cười. Ông không muốn cho người khác thấy ông ấy buồn. Em ơi. Để gai cái ai cấm ảnh. Tôi xin mượn cho xem nhá. Ui, đây này, ông đã định đốt đấy. Không được đốt, cái này là kỷ niệm của ông với vợ ông mà. Sao lại ông đốt được? Không được đốt. Xấu, mày xấu. Vợ xấu. Ui, đừng. Anh nói vợ nó xấu, nó lại tự lên đấy. Sinh, vợ ông sinh thật đấy. Vợ sinh thật đấy. Đây này. Ui, ôi, trái tim này, thấy chưa? Giống không? Đúng không? Đúng, cái thằng bên cạnh là nó. Đây đúng là ông không? Đúng là ông không? Đây là vợ ông đúng không? Đăng về trái tim này. Nhưng mà mất rồi thì phải quên đi chứ. Tìm vợ mới. Tìm vợ mới. Hay là tôi kiếm vợ khác cho ông nhá. Ta không muốn. Không ta muốn. Ta chỉ muốn cô ấy thôi. Trước khi cô ấy mất, ta đã hứa với cô ấy rằng ta không yêu ai ngoài cô ấy cả. Thằng ấy vậy là hacker trung tình đấy. Hóa ra là tất cả là vì là về vợ ông ấy mất. Xong ông mới giở ra như thế này. Lấy trộm tấm đi. Biết đâu người cần dùng. Đây tôi trả ông nè. Buồn ông. Cô đấy ăn chơi mà. Khiến cô ấy bị chết. Đấy thấy chưa. Nó hối hận ngày xưa nó ăn chơi xong là nó làm vợ nó phải chết. Bây giờ hối hận thì ông muộn rồi. Thế ngày đấy ông phải mua quà ông không mua quà ông tặng vợ ông thì vợ ông có đi không đi ra ngoài tìm sao bị tai nạn được đúng không? Đang buồn thời gian quay trở lại ta tiếp tục thời gian không chờ đợi một ai cả. Thời gian quay trở lại á? Quay lại làm sao được? Thời gian không quay trở lại được đâu. À ui em ơi, hình như ông ấy ý là bảo là muốn thời gian quay trở lại để ông ấy chuộc lại những sai lầm để gặp vợ. Bây giờ phải có cô máy thời gian cơ. Cô máy thời gian á? Ừ, nhưng mà làm gì có cô máy thời gian. Cô máy thời gian chỉ có ở Doraemon nên là ở đây chỉ có trong phim truyện cổ tích thôi. Nhưng mà nhìn tội nhỉ, thương nhỉ. Ừ. Nó có nhiều nỗi buồn lắm. Anh em mình phải kiểu là bây giờ làm bạn với nó để xem nó có những chuyện gì. Vậy bây giờ tôi làm bạn với ông được không? Ôi sao? Tôi làm bạn với ông để chia sẻ cái nỗi buồn với ông. Ôi thú gì vậy? Không, cái giấy này giấy tờ tiền. Các người đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Muốn yên tĩnh một mình. Hãy chơi bắn súng một lúc cho nó vui vẻ. Để bắn súng đi. Này, ta không có tâm trạng chơi các người. Không có tâm trạng chơi. Buồn nhỉ, vẫn buồn nhỉ. Ông muốn nhiều tâm sự, ông cải tâm sự đi. Anh em tôi chia sẻ cho. Vâng, các người.
tôi mượn bó hoa nào. Bó hoa đẹp nhỉ. Đây, đây. Chưa. Đấy. Đấy. Nhưng mà nó lấy tiền đâu ra, nó lấy hoa này đâu ra? Không biết. Hồi xưa tao còn trẻ, hồi đấy tao ăn chơi bời, để mặc vợ tao một mình nhà, cô ấy lụ thủ buồn. Đến ngày 20 tháng 10, ta chẳng mua được gì, về nhà quát tháo cô ấy. À, nhìn nhìn. Cô ấy tự bỏ đi, không may bị tai nạn, từ đó tao hối hận. Ồ, chưa, tâm sự đấy. Sự đấy, đấy. Tôi muốn nói chuyện với ai? Buồn thật rồi. Thôi anh, bây giờ nó muốn yên tĩnh một mình, thôi anh em về đi. Ở đây đi. Ngồi nói chuyện, nói chuyện là đỡ buồn. Ông, anh tôi đang nói chuyện đâu mà đỡ buồn nhá. Thôi cầm người về. Bây giờ anh càng nói là nó lại kể ra nhiều cái nỗi buồn, kiểu là nó lại day dứt trong lòng ý. Ta cũng muốn nhắc lại chuyện đã qua. Cái gì anh em đi về đi. Đi về. Này không trêu nó nữa. Xung. Thấy được mặt rồi. Hóa ra hacker cũng nhiều tâm sự lắm. Nhiều tâm sự lắm. Ừ. Đây này. Đúng hacker này. Thấy trước chưa tình cảm này. Thấy chưa. Thấy vợ đấy. Ui. Thấy vợ. Vợ nó mắt nổ mắt xỉn. Nó thấy vậy là nó xinh rồi. Ừ. Hiểu chưa. Thế này là xinh rồi. Bây giờ anh em bị bảo vợ nó xấu rồi là lại phá anh em. Thứ anh đi về nha. Cầm xuống đi về. Tôi về đi. Vậy tôi về đây. Đấy nha. Hùng hoang lên nha. Hay hay mời nó về nhà mình chơi. Ông đi về nhà tôi chơi không? Ta không muốn. Ông ơi đi về đi. Ông ở đây một mình buồn về nhà tôi chơi không? Hay ta không muốn. Có tâm trạng chơi với các người. Này. Về đi. Về đi. Về đi. Giờ mình kiếm cái này. À đúng rồi. Hôm sau mình về mình lấy mặt nạ mình sơn y như này xong mình đóng giả. Đóng giả vợ nó. Ừ. Đóng giả vợ nó. Để tặng niềm vui cho ông ấy. Ừ. Hiểu chưa? Được. Đúng không? Được, để cho sửa xem nó sửa sai lầm như nào. Ừ, để cho ông cái lột mặt nạ ra. Để mình biết mặt nạ của ông ấy. Ừ. Đúng không? Được. Ừ. Đi về đi. Đi.